Thân ái chào các bạn. Thì hôm nay cô sẽ chia sẻ về cái vận hạn của tháng 7 âm lịch trong cái năm 2022 cho tuổi Mậu Thìn 1988. Thì trong các tuổi đó thì phải nói là cái tuổi Mậu Thìn đó, cái tuổi Thìn đó nó có vẻ tao nhã nhất nè, nhàn nhã nhất nè, công danh hiển hách nhất, nghĩa là được những cái phần phước tốt đẹp nhất. Cho nên cuộc đời của cái người tuổi Mậu Thìn mà cái năm 88 người ta được cái danh từ là thanh ôn chi long, nghĩa là một cái con rồng nó ôn hòa, nó được, nó rất là nhu mì nhũ mỹ, sống trong cái cuộc sống nó không có gây lộn, nó có vẻ phần chỉnh chu nhất, dễ thương. Và cái mạng của bạn đó là cái mạng đại lấp mộc, nghĩa là một cái cây to bóng mát. Và cái cây to của bạn có thể tỏa ra những cái bóng mát để mà che chở cho những cái cây cối ở chung quanh. Cũng như cái bản mệnh của bạn có thể bao bọc dương ra để mà giúp ích cho những cái người chung quanh. Nhất là cái tuổi Thìn này, thường thường là các bạn lo toan cho gia đình của mình rất là nhiều, thương yêu kính yêu cha mẹ mình, con cái của mình, thì cái tình thương của mình nó rộng, nó bao la lắm. Nam nữ gì á, trong cái cung phi của bạn cũng đều là cái cung phi cung chấn hết nha bạn. Cái tuổi Mậu Thìn 1988 là cái tuổi mà kêu nói là cái được nhiều cái phúc đức, nhưng mà trong cái thực tế thì có nhiều những cái bạn đến giai đoạn này các bạn đã gian dở trong cái chuyện tình rất là nhiều, các bạn đã dở gian rồi. Còn những cái bạn nào mà đã bình yên, nghĩa là cái cuộc đời mình đã chọn đúng cái đối tượng, thì phải nói là cuộc đời của bạn nó êm xuôi, nó thuận bềm xuôi gió, và các bạn có thể an ổn từ đây đến tuổi già, ít sóng gió về cái cuộc đời, ít sóng gió về cái con đường lương duyên của mình. Còn những bạn nào gian dở thì lại tiếp tục tìm cho mình một cái bến đậu mới. Thì năm 2022 đó là cái năm tam tai của tuổi Thìn, cho nên bạn phải cẩn trọng trong cái lời ăn tiếng nói nè. Các bạn phải giữ gìn sức khỏe của mình, và các bạn nên cẩn thận trong cái vấn đề tiền bạc. Đối với cái người tuổi Mậu Thìn thì cô có lời khuyên như thế này nè. Tại vì bạn ôn nhu quá, bạn hiền hậu quá, cho nên đôi lúc mình thật thà thường thua thiệt, mình ít nói quá, mình không có cái đồng điệu với người khác, cho nên không có cái sự tương tác giữa mình với những cái người chung quanh, cho nên cái tình cảm của mình nó hơi dè, nó hơi khép kín quá. Thì bạn hãy nên cởi mở một cái lời ăn tiếng nói, cởi mở cái tâm hồn của mình để cho mọi người cùng nhau thấu hiểu và thương yêu nhau hơn nữa. Mình nên rộng rãi giao thiệp tốt một chút nữa nha các bạn. Thì bên rồng trong cái tháng 7 á, là cái tháng Mậu Thân, mà Mậu nó thuộc về thổ, mà bạn cũng là Mậu Thìn, Mậu nó cũng là thổ, cho nên cái công việc tiền bạc của các bạn nó có phần bình ổn, không lên mà cũng không xuống, nó cứ như thế. Còn công việc của mình làm trong cái tháng này á, thì nó là tháng Thân mà mình Thìn, cho nên nó có phần tam hợp, công việc của mình để được thuận lợi, nó tốt đẹp. Bản mệnh của mình đó là cái mệnh mộc, mà tháng là tháng thổ, thổ với mộc nó không tốt, cho nên sức khỏe của mình các bạn cần chú ý cho cái sức khỏe của mình một chút. Riêng về phần gia đạo của các bạn nam hay nữ, tại vì cái bạn này cùng đồng cung khôn, cho nên trong cái tháng này á, các bạn phải chú ý có những cái chuyện làm cho mình tốn tiền tốn bạc, vợ chồng có thể là cãi vã với nhau một chút, có những cái chuyện rắc rối ở bên ngoài làm cho mình bị hao tâm,
khổ trí thì các bạn chú ý chúng ta giữ gìn lời ăn tiếng nói, vợ chồng thì nhường nhịn với nhau một chút để mà tránh cái những cái chuyện mà không hay nó xảy ra nha các bạn. Thì bài chia sẻ đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Chúc các bạn được vui vẻ, hạnh phúc.